Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, thủy điện, hòa bình, mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, các địa phương và các ngành có liên quan cần lưu ý tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, giả soát đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm sông yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.